Mình vừa đến sân bay, vừa lấy vé xong, lấy vé rồi mới biết là cái gì xóm đặt cho mình hàng thương gia ghế chưa. Bình thường toàn đi fan. Có ai thương gia không mặc, ăn mặc như vậy không? Bây giờ để mình sẽ vào đóng cái máy soi, cùng thương gia nó cũng phải qua cái phần máy soi ưu tiên các bác ạ. Mình sẽ được đi riêng. Thì ra thương gia người ta sống như vậy. Cái vẻ này của mình là đi ưu tiên là một mình một đường. Là qua cửa an ninh chỉ khoảng 15 giây thôi, còn bình thường mình phải chờ rất là lâu. Bây giờ mình sẽ vào phòng chờ. À, trước mặt đấy rồi. Đấy là cái vẻ này đó. Dạ, anh ngồi đi. Em đi lại đây thì được. Cái vẻ này là vào phòng chờ hàng thương gia là cũng khác phòng chờ bình thường. Để mình vào xem, lần đầu mình vào đó. Đây rồi. Bác thấy cái từ từ ở trên cùng nhá. Thấy không? Có khác không? Có đúng vẻ thương gia không chị? Này như cứ ngơ ngơ chứ tưởng phải thương. Đó, phải để cái này lại hả? Ở đây anh em bảo là được ăn uống với mọi thứ miễn phí. Ngồi chỗ vặt vặt tí nhá. Lần sau nếu mà cá chỉ xòm mà đặt cho mình những vẻ như là mình phải lưu ý không được đi dép tông, không được mặc quần đùi ảo khóc tay. Buổi sau mình sẽ mặc sơ mi trắng, vét, quần tây, giày tây các kiểu. Cho anh em ngắm lại tròn vẹn cái bộ đồ mình đang mặc. Dép tông, quần đùi, ảo khóc tay. Ok, mình vừa qua cái cửa cuối cùng. Bây giờ đến máy bay. Đến cái khúc này thì hình như là giống nhau hết à. Đều đi chung một đường. Bình thường vé mình mua là tầm 1 triệu hơn 1 triệu thôi. Mà vé này là gần 5 triệu. Đó, đúng rồi, 4 triệu 9, 5 triệu. Chưa thấy khác biệt lắm các bác. Fan fan đi vé thường có khi là hay hơn. Ngồi là để mình ngồi là ghế 1D. Tức là được ngồi đầu tiên. Cảm nhận đầu tiên là cái ghế này có êm hơn cái ghế kia một tí. Vừa vào thì chị tiếp viên đưa cho mình một cái khăn nhưng mà mình lau cái gì được. Thôi, để tạm đấy nhé. Thấy chưa, bây giờ mình được một ly nước cam nữa. Bắt đầu thấy khác khác rồi đó. Tiếp theo là báo thôi vậy. Được. Đó, không được bảo đâu, lướt top top rồi. Chuẩn bị đến giữa 7 các bác ạ. Ghế trước này còn trống nhiều lắm. Các bác có nghe ra một cái tiếng nghe em. Giống như kiểu cái máy bay này bị hư bố thùng thôi. Bên này quá mình không biết, bây giờ mình phải biết là ở trong đây là có một cái ban. Ông chị vừa mới kéo cái ban này ra đây. Ông cả người khắn là mình vừa được chọn thực đơn. Thực đơn chị kia đưa thì là có cá, có thịt, các thứ đủ các loại. Nhưng mà mình chọn là thịt nhá, tại vì bình thường là suốt ngày ăn cá, nên chưa có thịt. Mày mà chứng mất tôi luôn. Thank you.
mình vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, có một cái hay nữa mà khi đi về thương gia là mình được xuống nhanh hơn, có một xe riêng để chờ. Bây giờ mình lại lấy hành lý. Mẹ chú hai ngày. Mày đứng dưới quá, đứng ra đây. Không vừa được. Ui. Cầm cương mà sợ méo. Qua đây là Hoàng nó. Qua chỗ Lộc á, nó có cái bờ cho em xuống rồi chứ đây em dở lên là gãy cần, không có cần nào chịu nổi đâu. Bây giờ không. Không chịu nổi không anh mất học cho em. Alo. Em. Ok. Mình vừa được con đầu tiên thôi nhá, không to lắm nhưng mà con đầu là bắt không thả, thả con đầu đến lắm. Xuống test cái mỏ. Ôi gì ngược luôn. Ố, con cá. Cá còn. Con đó, đó, đó. Ừ. Đó. Đúng cá luôn à. Rồi. Cá rố. Cái này cũng được chứ không ạ? Được anh. Cái này quả ok rồi. Đồ má, chú thấy tôi câu được chú chơi phá hay sao ta? Lớn rồi, chơi kiểu này thì dễ mất lòng lắm nha chú. Câu đã ế rồi chứ. Cá mè cũng được. 50 mẫu đi hoài. Con này chưa thử. Xăm heo mà. Rồi. Trời. À, đi. Thôi ghê đấy. Thôi ghê đấy. Được một con diều hông các bác. Con cả đây vừa được bay từ hồ bên này qua bên này. Đấy mẹ nó xây hồng không à. Trôi trôi trôi, có anh. Trời yên á. Nhớ thôi. Ui. Cất cân vậy. Wow. Bớt quá.
dùng giá lên bờ. Đấy, phải có thề mới lên được anh ạ. Vậy không có dính đâu. Ui. Ui. Xuống. Đi ngồi cứ hiểu quá. Chết con mẹ. Ui, con cái mặt thầy. Trời ơi. Trời lớn. Ôi, chép. Chép. Dục lên bờ không Dục? Con này không có thế. Đứt rồi. Con này. Đứt rồi. Ôi, sắp tuột rồi. Tuột rồi. Chép to đây nhá. Chép to rồi. Chép đẹp chưa? Đuôi đỏ đây. Lại phải thả. Ăn không hết nên phải thả. Giật phát con cá sang trần tâm lý luôn, nằm yên luôn, không nhúc nhích nữa. Lên cây luôn rồi. Nhiều gớm. Vào cả các bác nhá. Một ngày giật tết cả nách.